Thì như mọi người đã thấy cái tiêu đề rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn ha. Đây là Tealit 1.1. Mình bị liệu 4.8, mình nghe xin á, thông cảm. Đây là Tealit sức mạnh của các nhân vật sau 1.1 ha. Thì mọi người sẽ thấy có một sự, nó cũng không thay đổi, thật ra không thay đổi nhiều lắm đâu. Mình sẽ không có, chưa làm hai người này, tại hai người này mình còn chưa biết kit với lại scaling nó như thế nào á. Mình chưa thấy click các thứ, cho nên là mình sẽ không làm hai người này ha. Ok, vô liền ha. Mình sẽ cũng sẽ đưa lại cái giải thích nhẹ về những nhân vật này cho mọi người nhớ. Tiên, main Havoc. À, một DPS rất là tốt, có thể ăn cái dòng của Eco đánh thường nè. Đam E, đam trọng, chỉ trừ cái đam trọng kích thôi, nói chung là tất cả những thứ trừ đam trọng kích thì không ăn, còn lại tất cả đều ăn hết. Một con DPS cực kỳ tốt, đam quy to và có thẳng một Eco 4 cost dành riêng cho mình. Irina S, healer cực kỳ tốt, hiện tại là stable của tất cả các đội hình. Và thậm chí có nhiều người không muốn dùng Verina thì nó stable quá, nói ai cũng biết nó là con phải dùng rồi, cho nên là tại quá mạnh. Heal cũng ổn, rồi buff intro cũng nhanh, rồi mọi người có thể buff tấn công cũng rất là nhiều, cho nên là stable. Kể cả Jinxi khi mà muốn có một cái con khác hệ thì vẫn muốn có con này, tại vì con này nó buff to hơn cả cái vụ khác hệ của Baiji, mặc dù Baiji cũng là một con rất mạnh. Encore, à thì hiện tại hai đứa này nó tầm ngang sức mạnh với nhau. Lúc đầu liếc Chang Li thì có vẻ như là người ta tưởng là buff của Encore, nhưng thực ra Chang Li lại là một con độc lập, nó không dùng được với Encore, cho nên là sức mạnh bị giảm từ S sang xuống A một xíu. Nhưng mà cơ bản là mình thấy Encore vẫn rất là mạnh, và nếu mà mọi người có được team mạnh nhất của Encore, Jinlin và lại Verina thì nó lại một team cũng cực kỳ mạnh luôn, không có gì để bàn cãi hết. Kakarot, à lúc đầu mình để Kakarot ở S ấy, nhưng mà lúc nếu mình nhớ đúng thì mình để Kakarot ở S, nhưng mà bây giờ mình để lại A. Thì tại vì cơ bản là Kakarot đó là bị nớp quá nhiều từ cái phiên bản beta của mình, cho nên là sau khi test thử, mình cũng có test thử mình thậm chí Kakarot C1 luôn, thì mình thấy Kakarot không quá ổn trong cái team mình hiện tại, và rất cần Jinlin nha. Nhưng mà Jinlin lại không cần Kakarot, cho nên là rất tiếc anh ấy phải ở A thôi. Mà nãy quên nói về main Spectro. Thì main Spectro hiện tại có thể sử dụng tạm cho Jinxi, bởi vì có giảm kháng Spectro ấy, nhưng mà nó cũng không quá là tiện đi, nó thực sự nó cũng không quá là mạnh, cho nên là và con Verina con Jinxi ấy, nó cũng cần một con khác hệ để mà có thể tích stack nhanh hơn, và con này nó cũng không phải là damn coordinated nữa, cho nên là nó cũng sẽ giảm sức mạnh của Jinxi một phần. Cho nên là hiện tại main Spectro chưa được sử dụng nhiều, và mình nghĩ là hiện tại nó chỉ ở C thôi. Chiên Xin á thì là một con rất là toàn diện ha, gọi là đam có, thủ có, hồi máu có, tạo khiên có, rồi counter attack cũng rất là dễ, và nói chung là khá là toàn diện, thậm chí có cả grouping nữa. Nhưng mà lý do con này nó không được mạnh á là tại vì nó làm quá nhiều thứ nhưng mà không thực sự quá tốt ở thứ nào hết, cho nên là tuy là một con rất là mạnh nhưng mà mình rất tiếc là phải chỉ để chị ấy ở B thôi. Nếu mà mọi người đang thiếu một cái vị trí nào thì cô ấy có thể làm tốt cái vị trí đó, khá là tốt vị trí đó, nhưng nó sẽ không phải là tốt nhất so với những con khác. Và thậm chí cái việc là rất là chí mạng của Chanxin, đó chính là Chanxin tích outro của bản thân quá lâu, nên nó dẫn tới việc này. Bạn Liên Giang, thực ra là mọi người đùa Liên Giang là một con yếu á, đi tier các thứ á, nhưng thật ra là Liên Giang nó cũng là một con DPS băng khá là tốt, và mọi người cần phải làm quen với nó thôi. Nó thực sự nó không quá tệ, cho nên là nếu mà có một cái tier ở giữa thì mình sẽ để con Liên Giang nằm ở giữa TB với TC, chỉ là bị cái là khó chơi và không định hướng được á, nó làm nhiều người chơi cảm thấy khó chịu, chứ thực sự nó là một con rất là tốt. Anh Long một trong những DPS 5 sao duy nhất hiện tại, thì cơ bản là bị vấn đề duy nhất là vấn đề nạp, chứ còn lại là Long rất là mạnh ha. Nếu mà mọi người đã có ulti của anh Long một cách ổn định á, là Long là một trong những con rất mạnh, đam rất là to, có cả đam burst, cũng cả đam duy trì nữa. Chỉ là thua hiện tại thua có mỗi Jinxi thôi. Còn Chang Li thì mình sẽ không nói rõ để mà mọi người có thể trải nghiệm ha. Jinlin S luôn, bởi vì sub DPS hạng đầu tiên 5 sao mà limited, và hiện tại cũng là duy nhất. 2.1.1.2 chúng ta sẽ có thêm thông tin về hai người này sau, nhưng mà hiện tại Jinlin là duy nhất, và cô ấy rất mạnh nha, là mạnh ghép không thể thiếu của Kakarot và Encore này, cũng là mạnh ghép không thể thiếu của cả Jinxi luôn, bởi vì cô ấy cũng coordinated attack và có một lượng đam cực kỳ lớn, không hề nhỏ. Nói chung là làm rất là tốt và tự búp bản thân, nói chung là không cần build quá nhiều, có thể chơi được 2 set, và kiểu như là nói chung là không có một cái điều nào mà không có một cái lời nào mà có thể diễn tả được nổi sức mạnh của
của Jilin á, cho nên chúng ta sẽ để Jilin ở S ha. Cái anh Long thậm chí cao hơn anh Long một xíu nữa, tại vì Jilin anh Long thì là main DPS, còn Jilin là sub DPS có thể bỏ vô nhiều team. Jinxi S S này luôn này, búp hơi lố, mình phải nói là búp hơi lố, bởi vì có thánh gì có Echo riêng là Long này, là Yue này, đam boss cực kỳ to, rất dễ tích boss, cần những con rất free to play để chơi, ví dụ như Baiji và Yuanwu. Và nói chung là không có gì để bàn cãi đó. Cả scale Long á, cái scale mà E2 của GC á là scale lớn nhất hiện tại của game, lớn hơn cả ulti của Rover luôn, cho nên là rất là lỗi. Cộng với ulti cũng có đam rồi, mỗi khi dùng xong cái đòn E2 á thì là sẽ có outro auto để cho các nhân vật khác có thể tích outro, tích intro, nó rất là lỗi và kiểu như rất là dễ chơi luôn á, không có bị khó khăn khi chơi. Nên mọi người nếu mà chưa roll GC và đang phân vân về sức mạnh của GC có thể trải nghiệm. GC cực kỳ lỗi luôn. Lý do mình để Verina nó cao hơn. Ba đứa này ngang nhau nha, hiện tại ba đứa này ngang nhau, nhưng mà S thì là nó mỗi người đang là một cái vị trí có xếp hạng á. Ở dưới này thì Liên Giang rất tiếc, rất mắc cười, nhưng mà là cao hơn Spectral Rover. Ok. Nhưng mà nếu mà phải đánh giá trong ba người này thì mình sẽ đánh giá là nó sẽ như vậy. Đó, nếu phải đánh giá thì nó hơn những Encore hơn một xíu, Kakaro hơn một xíu, Main Havoc ha. Tại vì dù sao Main Havoc là một con đường free. Đó, thì tiếp theo đó chính là Chang Li. Chang Li á thì mình sẽ không có xếp hạng là đặc trưng, nhưng mà mình sẽ để cho Chang Li nằm ở giữa vị trí S và A. Tại vì chưa có finalize cái tổng bộ kit của Chang Li, nên là còn có thể thay đổi lần cuối. Cho nên nếu mà được thì mình sẽ để cuối S đầu A. Chang Li là một con cũng đòn đánh đam chính là E, giống như là Jinxi, nhưng mà hơi khó chơi hơn một xíu theo mình đánh giá là vậy. Nhưng mà cũng là một con cực kỳ tốt và được đánh giá là con sub DPS hoặc là main DPS cực kỳ ổn, giống như Jinxi, giống như Jinlin. Và hiện tại là mảnh ghép rất là mạnh với lại một con DPS 4 sao. Và nếu mà nói chung là có rất nhiều team có thể chơi được con Chang Li, cả ngay cả main Rover mà main Havoc á cũng có thể chơi được. Cho nên là Chang Li là một mảnh ghép rất là ổn ha. Tiếp theo chúng ta có Danjin thì mình sẽ xếp ở B, tại vì B giữa B và A nha, cao hơn Genshin ấy, bởi vì đây là con sub DPS rất mạnh cho Rover, và tự bản thân cô ấy cũng là một con rất là mạnh. Lúc đầu mọi người tưởng cô ấy là main DPS, mình cũng tưởng vậy, nhưng mà rốt cuộc Danjin được sử dụng nhiều nhất là để làm sub DPS cho main Rover, burst một cách kỳ bự. Nhưng mà cơ bản là Danjin bản thân cô ấy cũng có khá rất nhiều đam, và hiện tại là một con chỉ cần mọi người có kỹ năng thôi là mọi người có thể qua hết được tất cả những content của game, và kể cả content khó nhất là cái content đánh bot ấy, cái content holo ấy, chứ không phải là cái content gì đâu. Cái content kia chủ yếu mọi người có đủ đam hay không thôi, còn cái content thực sự khó của game đó là cái content hologram, và cô ấy có thể solo được nha, solo được trừ cái con chim bay đầu thôi, tại vì nó là kháng Havoc, nên mình sẽ xếp Danjin đầu B, thậm chí có thể lên cuối A cũng được. Auto tuy là búp được cho anh Long đi, nhưng mà Auto thực sự hiện tại đang không có đất dụng võ, bởi vì mình thấy là DPS không ra DPS và support cũng không ra support ha, hơi tiếc cái vụ đó. Nhưng thực ra mình thấy vẫn hơn main Rover một xíu, cho nên mình sẽ để cậu ấy ở đây. Nếu mà tính cả nửa sau của 1.1 á, thì mình sẽ để Chisia ở vị trí này, bởi vì con này là con sub DPS cực kỳ mạnh cho Chisia luôn. Nó hai đứa này nó complement nhau cực kỳ tốt, và nó làm cho cái DPS của cả hai nó đều được nổi bật lên hẳn luôn, và dẫn tới việc là một trong những team mạnh nhất tiếp theo sẽ được ra đời đấy, mình nghĩ là vậy. Nên mình sẽ để Chisia ở tầm này, hoặc là tầm này cũng được, một trong hai vị trí này ha. Aochi rất tiếc, tuy là lúc đầu á, do là cái này là outro búp E, cho nên là mọi người tưởng á, là sẽ dùng được cho Genshin, dùng được cho Jinxi hoặc là Chang Li, nhưng mà bị một cái đó là tích outro quá lâu. Và thực sự ngoài cái outro của Chang Taochi ra thì Taochi gần như không có gì khác ngoài cái khiên á. Cái khiên nó cũng khó tích nữa, phải mọi người phải parry, mà không phải quái lúc nào cũng đánh chúng ta, cho nên là một con thành ra một con khó chơi, khó tích ulti, nói chung cũng khó tích outro luôn. Mọi người có cái cây mà Discord R5 á thì còn maybe tích được ổn định xíu ha, chứ còn lại mọi người không có là coi như vậy là đạch luôn, cho nên là rất tiếc. Đây là con duy nhất ở trong tier list lần này mình để là ở D ha, rất tiếc. Nhưng mà mọi người nếu mà mọi người muốn chơi nút á, nút Jinxi á hay là nút Chang Li mai mốt á, thì mọi người cũng có thể để, cũng có thể chơi Taochi ha. Mà cái điều kiện bắt buộc là mọi người phải có Discord R5 cơ, hơi khó cái vụ đó. Motify thì hiện tại là một con rất là đa dụng,
có thể sử dụng được cho cả team của anh Long, là team tốt nhất hiện tại sử dụng Modify này. Nhưng mà những team khác cũng có thể sử dụng được, ví dụ như là team của Chang Li cũng có maybe sử dụng được một xíu, team của Jinxi cũng sử dụng được, do đó là coordinated attack nói chung là con sub DPS khá là tốt, và nói chung không có gì để bàn cãi về Modify hết, cho nên là chúng ta sẽ để Modify ở B ha, đầu B luôn. Yunwu sau khi Jinxi ra thì Yunwu rất mạnh bởi vì Yunwu thời gian đứng sân gần như không có, và cộng với việc ổng là coordinated attack, ổng nếu mà mọi người C4 ổng sẽ buff thêm siêu cho mọi người, và cái đỡ ulti á, và ổng phá điểm yếu và ổng phá sức bền rất là nhanh, làm cho mọi người không phải né nhiều. Nói chung là ông này gần như hoàn hảo á, chỉ là điều là lúc đầu không có một con thực sự có thể sử dụng tốt được con Yunwu thôi. Lúc đầu mọi người có thể nhìn cái tier list trước mình cũng đánh giá ổng ở B, nhưng mà do 1.0 thực sự không có con nào có thể sử dụng tốt được Yunwu hết, cho nên Yunwu bị rất nhiều người đánh giá ở D luôn. Nhưng mà do Jinxi ra mắt cho nên là Yunwu lại có chỗ đứng, cho nên là yeah, hợp lý, ở đây là hợp lý. Tiếp theo là Baiji thì mình sẽ để A ha. Hiện tại mình nhớ là Zeji á cũng không phải là healer, cho nên là nếu tính ra thì Verina và Baiji hiện tại vẫn là hai con healer duy nhất của game, nếu không tính Genshin, nhưng mà Genshin nó heal không có quá hiệu quả bằng hai con này. Cho nên là và Danshin cơ bản như mình nói lúc cái tier list lần trước là bảng 4 sao của Verina, cho nên là nó cũng là một con rất là mạnh và tích outro cũng rất là nhanh nếu mà mọi người lên đồ đúng, cho nên là mọi người nên tận dụng ha, không tới nổi. Tăng Hoa con DPS sub DPS rất là mạnh ha, một con sub DPS rất mạnh, một mảnh ghép rất là tốt free to play nếu mà mọi người không có Yilin cho Encore này. Nếu mà mọi người không có Yilin thì Encore là Tăng Hoa là mảnh ghép tốt nhất cho Encore luôn. Rồi cũng là một mảnh ghép khá là ổn định tất cả những DPS khác nếu mà mọi người đang không có những cái con nào thế, tại vì con này nó có lượng đam rất là tốt và thời gian đứng sân cũng gần như là không có, cho nên là basically là một con khá là hoàn hảo ha. Nhưng mà lý do mình không build con này thôi. Giang một con duy nhất hiện tại có khả năng buff outro của bản thân, có thể buff năng lượng cho đồng đội. Mình hơi tiếc là như hiện tại ngoài cái grouping này thì không có hiệu quả trong kịch end game, nhưng mà gọi là cái bút năng lượng thì cũng có một cái khả năng nhẹ có hiệu quả ha. Nhưng mà nếu nghĩ lại á, thì mình sẽ đổi một xíu là cho Genshin, hơi tiếc nhưng mà mình nghĩ là Genshin nó sẽ xuống đây luôn á mọi người, hơi tiếc ha. Mà đứng hơn này xíu, tại vì một con đa dụng nhưng mà thực sự không tốt ở vị trí nào hết. Mà mắc cười cái là nguyên dạng B là toàn S hết, toàn 4 sao hết này, cái này mới hơi ảo này rất ảo à, nguyên dàn B còn dàn 5 sao, hai con 5 sao này lại đứng ở C cộng. Ok, nhưng mà Giang thì cái này có thể giúp cho anh Long sạc nhanh hơn, cho nên nó có điều cũng khá là tốt, và giúp cho Encore sạc nhanh hơn cũng được, cho nên nhưng mà hiện tại ngoài cái sạc ra thì không có đất dụng võ cho lắm, cho nên là mình đành phải để Giang ở đây đó. Thì đây là cái tier list 1.1 của mình đó. Cái ý kiến này là ý kiến của mình sau khi mình thử các nhân vật này và xem xét sức mạnh end game của các nhân vật này nó như thế nào. Nếu mà mọi người có ý kiến gì về cái tier list này thì mọi người có thể comment xuống phần bình luận bên dưới để cho mình biết ý kiến của mọi người ha. Thực sự mình đánh giá khá là cao Yunwu ngay từ 1.0 á, nhưng mà nhiều bạn ở trong nhiều kênh khác á thì đánh giá rất là thấp Yunwu cho tới 1.0, 1.1 luôn, tại vì sự ra mắt của Jinxi. Nhưng mà đánh giá rất cao Yunwu tại vì vấn đề là ổng phá rất nhanh nha. Mọi người đánh giá ổng là rất nhàn luôn, mọi người không có cần phải làm gì á. Nói chung là mình cũng có ý kiến của mình, mọi người cũng có ý kiến của mọi người, cho nên là mọi người có ý kiến gì á thì cứ comment xuống phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời hết tất cả những phần bình luận của mọi người, trừ những cái bình luận ví dụ mà không có cái gì để trả lời, ví dụ như là hay quá hay gì thì mình sẽ tìm thôi. Đó. Nếu mà mọi người thích cái video và muốn mình làm những video như thế này nữa thì mọi người hãy like, subscribe, ấn vào nút chuông để mà ủng hộ bọn mình làm thêm những cái video như thế này ha. Đấy sẽ là một động lực rất là lớn với lại bọn mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.